Thần tài đã quay trở lại đấu tranh chân lý. Người vui nhất chắc chắn là cai nghêu nghẹo thủ Hasteel vì chưa phải chấm dứt chuỗi ngày tích số của mình. Tộc này có lối chơi phức tạp hơn một chút, nên anh em hãy cùng cà phê nhân phẩm đi vào tổng quan trước khi mang vào rank nhé. Anh em mình, vào việc! Khi thua giao tranh, bạn nhận được may mắn, chuỗi thua càng dài sẽ càng nhận thêm nhiều may mắn, bị trừ may mắn khi bạn thắng. Thần tài có 3 mốc, 3, 5, 7. Mốc 3, thả một xúc sắc. Sau số vòng giao tranh tương ứng với người chơi, tổ chức một lễ hội nơi bạn có thể chuyển hóa may mắn thành phần thưởng. Mốc 5, hồi lại máu linh thú mỗi khi bắt đầu giao tranh với người chơi. Mốc 7, thần tài mỉm cười, nhận thêm phần thưởng và thêm may mắn mỗi round bất kể thắng thua, và tổ chức một lễ hội mỗi round. Giải thích về cơ chế thần tài một cách dễ hiểu này. Lần đầu kích thần tài, một viên xúc sắc sẽ lăn ngẫu nhiên từ số 1 đến 6. Sau đúng số vòng đó với người chơi thì sẽ có quyền chọn nổ hũ hoặc đẩy may mắn để tiếp tục tích số. Chuỗi thua càng dài thì lượng may mắn nhận được ở mỗi round thua sẽ càng nhiều. Ngược lại, nếu thắng thì sẽ không nhận được may mắn mà còn mất 10%. Nếu có ý định nâng tầm thì anh em phải hết sức cẩn thận, vì nếu không còn quá nhiều máu sau lần xúc sắc đầu tiên mà lắp thêm cái nữa ra số 5 hay 6 thì rất là khó chơi nha. Không như Hastil cố định ở 4 round đâu. Lúc này, một là có 5 thần tài sớm cùng nâng cấp tăng máu, hoặc anh em sẽ phải thắng để không đi luôn. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa bị mất may mắn, xem như công cốc. Chắc anh em đã hiểu qua về cơ chế thần tài mùa này rồi. Ta đến với phần tiếp theo để điểm mặt các tướng nhé. Kobuko, 1 vàng, thần tài, đấu sĩ. Nhận 10, 12, 20 máu vĩnh viễn với mỗi vàng nhận được từ lợi tức. Kích hoạt, hồi 300, 350, 400 máu trong 2 giây. Đòn đánh kế tiếp gây thêm 10% máu thành sát thương phép. Kobuko là tướng hoàn toàn mới và là độc quyền trên đấu trường chân lý. Vai trò của ông sẽ là một tank cơ đấu game có khả năng gây sát thương vừa phải với kỹ năng tỷ lệ theo máu tối đa. Có hệ đấu sĩ kết hợp khả năng tích máu nhân lượng tiền giúp Kobuko có thể chơi reroll và biến thành một bức tường siêu cứng. Sẽ ngon hơn nữa khi anh em có nâng cấp vàng carry của ông là cặp máu may mắn, giúp gây thêm sát thương và hack thêm vàng. Điểm yếu của Kobuko là thời gian múa khi dùng chiêu hơi lâu, đôi lúc chưa kịp gây sát thương và sẽ làm người xem chúng ta hơi khó chịu một tí. Vì là tộc may rủi nên chỉ có duy nhất một con giá 1 vàng để cân bằng. Ta đến với bậc tiếp theo nào. Timo, 2 vàng, thần tài, xạ thuật sư. Ném một đĩa đồ thiêu về phía kẻ địch gần nhất chưa dính độc, khiến chúng nhận 420, 630, 1000 sát thương phép trong 8 giây. Chồn lùi Timo đã trở lại với đám bạn tí hon của mình và vẫn là kỹ năng ném mìn khó chịu. Timo sẽ khá khỏe khi đi với xạ thuật sư và được cầm quyền trượng Sojin để làm carry. Những quả nấm sẽ chỉ mất 2-3 lần dùng chiêu để tìm đến carry và khiến chúng tự ngộ độc mà chết. Nhưng dùng để đép khi đang chơi thần tài thì lại rất không nên, vì sát thương Timo là theo thời gian và trải đều lên cả team địch. Mà khi chơi thần tài thì anh em lại cố ưu tiên tiêu diệt vài quân hàng đầu để giữ máu là chính. Giờ chuyển sang 3 vàng. Lần này là một carry đích thực để đép. Tristana, thần tài, song đấu. Nhận 45, 45, 50% AD trong 6 giây. Nhảy lên mục tiêu hiện tại và gây sát thương vật lý bằng 265% AD cộng 115% AP lên các kẻ địch liền kề trước khi nhảy về một vị trí an toàn. Tristana có thể cầm hộ đồ vật lý cho các carry hot như Ashe, Saya, Irelia và cũng là quân cờ hoàn hảo nhất để đép khi chơi thần tài. Kỹ năng của cô có thể dồn sát thương đơn mục tiêu rất tốt. Sau đó thì trong khi đối phương đang mải mê tiêu diệt các quân khác thì Tristana lại có một vị trí an toàn để triệt hạ thêm vài con yếu máu, giúp anh em chơi thần tài dễ thở hơn. Không chỉ là một tướng đép máu tốt, Tristana cũng rất mạnh khi ở trong đội hình song đấu reroll. Với việc kích mốc 6 khá dễ thì đây sẽ là một đội hình dễ chơi, dễ trúng thưởng giai đoạn đầu mùa. Đến với tướng tiếp theo cùng giá tiền và cũng nghịch ngợm không kém. Ta có Zoe, 3 vàng, thần tài, sử gia, pháp sư. Bắn ra đường đạn gây 275, 415, 640 sát thương phép lên mục tiêu hiện tại. Đường đạn nảy đến tướng xa nhất trong phạm vi 2 ô, gây 90, 135, 215 sát thương phép. Nội tại, mạng hạ gục tăng số lần nảy thêm 1 cho đến hết round. Zoe có cơ chế rất thú vị khi có thể gia tăng số lần nảy của kỹ năng dù không phải xạ thuật sư. Nhưng cũng vẫn bị một vấn đề giống các tướng vừa kể, đó là chỉ có thể trở thành carry đích thực khi được đặt vào đội hình lấy hệ của mình là chủ đạo, ở đây là pháp sư. Nếu được chọn tướng để dồn đồ vào đép thì Tristana vẫn là lựa chọn đáng ưu tiên hơn, còn Zoe thì bất khả kháng mới phải ghép đồ. vì kỹ năng của cô mà không hạ được địch thì còn yếu hơn cả Timo nữa. Chỉ còn duy nhất một thần tài nữa, cũng là quân cờ có sức mạnh to lớn nhất với giá thành cao nhất. Annie, 4 vàng, thần tài, thuật sĩ. Nội tại, hồi 5% máu khi gây sát thương lên kẻ địch bị bỏng. Kích hoạt, ở lần thi triển đầu tiên, nhảy lên chi bơ, tăng máu tối đa bằng 15% máu, cộng 350% AP và làm choáng kẻ địch trong phạm vi 2O trong 1,5 giây. Những lần kích hoạt tiếp theo sẽ gây 150, 225, 2500 sát thương phép, khiến kẻ địch trong phạm vi 2O bị bỏng và vết thương sâu trong 8 giây. Annie là thần tài cuối cùng, dù anh em kích mốc 5 mà không cần đến ấn. Cô nhóc là một tranh cơ hạng nặng và anh em có thể ôm đến lết luôn mà không phải bỏ. Khi có Annie trong team, chỉ cần dồn hết đồ thủ cho cô, trong khi các món vết thương sâu và bỏng như giáp lửa, bùa đỏ hay quỷ thư là không cần thiết nữa, dù anh em giải phóng được vài slot đồ. Vì kỹ năng Annie đã có hồi phục, nên trang bị ưu tiên cho cô sẽ là tăng máu và chỉ số chống chịu. Combo giáp máu giáp gai vuốt rồng vẫn cứ là ok la nhất. Và đừng quên, ở lần kích hoạt đầu tiên, Annie sẽ choáng 2O tới 1,5 giây. Anh em đừng quên tận dụng và xếp cô lên chỗ đông kẻ địch nhất để khắc chế chúng, thay vì kê ngay đầu carry. Giờ ta cùng điểm qua ưu nhược điểm của thần tài để lưu ý nhé. Về ưu điểm, thần tài chỉ yêu cầu chuỗi thua để tích số, chứ không cần mốc kích hoạt cao như Hastil để tích được số lớn. Khi kích mốc 5 thì thần tài còn giúp hồi máu linh thú mỗi round, có thể nhận ấn ở nâng cấp vàng hoặc kim cương nên việc lên mốc 5 không quá khó. Đây chính là cứu cánh để anh em chơi chuỗi thua bớt áp lực. Mốc 7 thần tài cũng không quá khó lên vì chỉ cần 7 slot tướng là nhiều nhất. Và một khi đã lên được thì sẽ lên từ giai đoạn rất sớm, nhận thưởng mỗi round và không cần quan tâm đến vụ tích số nữa. Đặc biệt mùa này, thần tài ở mức may mắn cao cho rất nhiều phần thưởng thú vị. Ví dụ như cộng 1 vào mọi tộc hệ ở mốc 95 số, hay hồi máu linh thú ở mốc 175 và mốc cuối 250 ẩn chứa món quà cực kỳ đặc biệt có thể làm cho người chơi bất khả chiến bại. Anh em có thể tham khảo thêm qua bảng này nhé. Còn nhược điểm của thần tài là chỉ có thể đánh chuỗi thua, rất sợ việc bị đòn mất chuỗi. Khác với Hastil, chỉ phải lo 4 round nâng tầm, thì với thần tài, round nào cũng phải căng thẳng, check lobby xem có ai đòn mình không, hệt như Pitchover nuôi khủng long vậy. Đa số thần tài chỉ có sức mạnh tầm trung vì phải chấp hẳn một tộc hệ, do đó chúng phải bám vào hệ còn lại của mình để phát huy sức mạnh. Như Tristana cần reroll 6 song đấu và Zoe phải có nhiều pháp sư. Annie dù có kỹ năng rất mạnh nhưng lại là thuật sĩ mà không phải một hệ thủ cứng, dẫn đến chống chịu sẽ thọt hơn nếu so với các tranh cơ đắt tiền khác. Để đi lên với thần tài thì ta có khá nhiều form. Đầu tiên, dễ chơi dễ trúng thưởng là hai bài Tristana reroll song đấu và Zoe pháp sư. Với Tristana song đấu, form gồm Tristana, Volibear, Quyana, Lee Sin, Yasuo và Darius. Carry là Tristana cầm đồ AD, tiếp theo là Volibear cầm đồ thủ và nếu dư đồ thì Quyana 3 sao là lựa chọn không tồi. Để chơi bài này, ta ưu tiên nổ hũ mốc 30 vì ở đây cho nhiều đồ và có tỷ lệ cho xét chọn ấn, giúp đạt mốc 8 song đấu. Sau khi nổ và chọn xong nâng cấp 2 thì bắt đầu roll kiếm đủ form. Nếu chưa có 6 song đấu thì 4 song đấu kèm 3 mặc ảnh vẫn cứ là ok để tích tiền lại slow roll. Tiếp đến là Zoe pháp sư. Bài này sẽ khó chơi hơn vì phải có đủ tranh và đồ phép đẹp. Gồm Zoe, Ilaoi, Nico, Lux, Amumu, Ari và Sinva. Ta reroll ở 7 kiếm Zoe 3 sao. Nếu ra nhiều thì thêm Ilaoi và Amumu 3 sao để đủ tranh. Trang bị Zoe là Sojin, mũ phù thủy, găng bảo thạch, full sát thương để có thể hạ nhiều quân, gia tăng số lần nảy chiêu. Điểm yếu của bài này là rất sợ tranh, chỉ nên chơi khi ra quá nhiều đồ phép lúc đang chơi thần tài và không có đường nào khác để xoay. Sau hai bài reroll thì chắc chắn ta phải đến với các đội hình flex. Với carry vật lý, ta có Ashe, Kai'Sa, Irelia và Saya là các con dễ xoay nhất. Còn carry phép thì chỉ có Morgana, Huy và Ra'kan. Các tướng 5 vàng còn lại sẽ đóng vai trò hỗ trợ sát thương và gây hiệu ứng hơn là chủ lực đánh đội, nên ta cân nhắc kẹp vào. Cà phê nhân phẩm đề xuất hai form ngon nhất là Ashe bắn tỉa và Exodia Long Vương. Ashe bắn tỉa sẽ xoay khi nhiều đồ vật lý. Carry vẫn là Ashe và kẹp 4 sứ thanh hoa để tăng tốc đánh và giảm sát thương. Các tướng tiếp theo sẽ biến hóa linh hoạt. Một là dựa vào cao cường của trận đấy có hợp không. Hai là kẹp 4 vàng 5 vàng có khống chế. Bộ tứ siêu đẳng, Ngộ Không, Diana, Ra'kan và Soraka sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Với form Long Vương Exodia, ta vẫn dùng bộ tứ siêu đẳng kia. Sau đấy kẹp thêm bộ 3 sử gia là Irelia, Galio, Riven. Các slot cuối là Lee Sin kích Long Vương song đấu sau đấy là một quân sát thương phép, ưu tiên Huy, rồi đến Morgana và Azir. Vừa rồi là tổng quan những gì anh em cần biết để làm quen với sự trở lại của thần tài, tộc gây nghiện hàng đầu đối cho chân lý. Nhớ tham khảo kỹ các giáo án của cà phê nhân phẩm trước khi mang vào rank thực chiến nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ các giáo án thú vị từ cà phê nhân phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.